giải đấu rất chất lượng. Wow, cái đường kiến tạo của Nhi Đồng cho ông đội của mình. Bây giờ tỷ số là 3-0 rồi. Hello anh em, nay mình đi xem một giải đấu bóng đá nữ. Và cụ thể là xem một nhân vật mà các bạn đã từng xem trên kênh mình rồi. Đó là Nhi Ronaldo sẽ có một trận thi đấu giao hữu, thi đấu bóng đá giải tại đây luôn, giải bóng đá nữ nha. Đó, Nhi Đồng tới nè, đi trễ luôn. Số 8. Để em tên gì? Saigon Free. Đội phó lên trễ trời. Đội phó à. Ui, đội phó lên trễ. Thì mọi người đã từng xem Nhi Đồng thể hiện những cái kỹ năng của mình trên kênh mình rồi. Hôm nay là một cơ hội để Nhi Đồng sẽ thể hiện kỹ năng thực tế chứ không phải là mấy cái đá như mọi bữa. Đá mỗi bữa có vẻ mọi người coi ít không? Này coi thi đấu thật cho nó sung nha. Có chuẩn bị kỹ cho trận thi đấu ngày hôm nay không? Dạ, kỹ rồi. Kỹ lắm hả? Rồi chúc em ghi thật nhiều bàn thắng cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn. Yeah. Đó, đây là đội của Nhi Đồng Ronaldo. Hồ cái cho. Yeah. Bây giờ thi đấu giải nên phải mang vớ cao. Rồi, Nhi Đồng vào rồi. Nhi Ronaldo. Và đối thủ của Saigon Free đó là Eric Pebilly. Có màu áo khá giống với lại màu của Barcelona. Nhi Ronaldo số 8. Nickname Nhi Đồng. Nói Nhi Đồng chắc ai cũng biết thôi. Mình gọi là Nhi Ronaldo tại sức mạnh Nhi Ronaldo. Đội bên. Wow, qua người rất hay. Không được. Số 27. Tới chân của Nhi Đồng. Tiếng 2. Cú dứt điểm không vào. Mặc dù là giải đấu nữ nhưng tính ra là tính chất chuyên môn cũng rất tốt anh em ơi. Bất ngờ quá. Rất bất ngờ. Thủ nữ đá rất tốt. Giải đấu rất chất lượng. Wow, cái đường kiến tạo của Nhi Đồng cho ông đội của mình. Bây giờ tỷ số là 3-0 rồi. Lúc nãy lúc Nhi chưa vào là 2-0, bây giờ là 3-0 rồi. Không lấy quanh, biết điểm. Phản công, mồm lên luôn rồi. Vào không? Không vào, có dứt điểm trúng ngay thủ môn của cầu thủ số 99. Không phải, đây là số 95. Và phá bóng lên của Nhi Đồng. Chiếc banh giờ là Nhi Đồng. Cú dứt điểm không vào. Cú sút rất mạnh của cá bắp. Các bên thủ số 95 chuyền ngang không vào. Rất khéo, mất banh rồi. Chuyền dài, Nhi Đồng đối diện đúng không? Vào, một bàn thắng cho Nhi Đồng. 4-0. Và chết thời cơ rất tốt của Nhi Đồng. qua à. Một từ rất hay. 3-2. Come up. Chuyền ngang. Nhi Đồng. Wow. Và cắt cột 2 dưới bàn của Nhi Đồng. 4-0. Rồi, Nhi Đồng vào rồi. Nhi Ronaldo. Và đối thủ của thay người. Màn thể hiện khá tốt trong hiệp 1 của Nhi Đồng, Nhi Ronaldo. Mọi người thấy hay vậy cho like và subscribe nha. Nhớ like cho Nhi Đồng nha. Kết thúc hiệp 1 tỷ số đang là 5-0. Và tranh thủ giữa hiệp mình tiếp tục chuyên mục review sân, mặt sân cỏ tại đây. Mặt sân ở đây có vẻ khá ổn. Cũng hơi cũ tí xíu nhưng mà cũng không đến nổi tệ. Cũng có những chỗ mấp mô rải rác nhưng không đến nỗi nào. Đây có đội ngũ livestream nữa. Quá hoành tráng luôn. Chứ trong lúc thời gian giữa hiệp mình cũng đi dạo vòng vòng xem mấy đội khác thi đấu thì wow, rất là nhiều các cầu thủ nữ rất chất lượng và chuẩn bị bài bản, từ huấn luyện viên, cầu thủ, trang phục, rồi quy cấp và hoạt động rất là không thua gì các câu bộ bóng đá phong trào phủi luôn á. Nhưng phong trào bóng đá nữ phát triển rất là tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Và mình thấy rất là nhiều nhân tố giỏi tại đây. Nhảy dưa hiệp còn vợt nữa. Quá dữ. Lòng khá là ngọt. Hai chân. Tỷ số hiện giờ đang là 7-0. Có vẻ các cầu thủ đồng đội với lại Nhi Đồng cũng là các cầu thủ thi đấu rất tốt. Đè ta đá nãy giờ. Chắc banh. Không vào. Wow, pha giật cót. Chích mũi. Bóng lại đi ra ngoài. Chích mũi của Nhi Đồng. Wow, dứt điểm của cầu thủ số 5. 15. À, kỹ năng tốt quá. Cú dứt điểm từ xa của Nhi Đồng. Không vào. Cú sút từ rất xa. Không vào. Và phối hợp đá phạt góc. Để được bàn rồi. Tám không. Các cầu thủ của Saigon Free có vẻ quá mạnh với lại. Hay quá. Wow, thủ số 7 có vẻ khá nam tính. Pha qua người rất hay của thủ số 15. Dứt điểm không vào. Không thể qua được tay vua mặc áo số 46. Wow, không vào. Cú sút trúng cột dọc. Có phạt góc cho Saigon Free. Điều chuyền ngang không thành công. Phải cắt bóng của Nhi Đồng. Không vào. Vẫn còn thêm một cú dứt điểm nữa. Sút hụt. Cú sút hụt của cầu thủ số 20. Nhi Đồng trả về tiếng 2. Dứt điểm không vào. Một cú sút từ rất xa. Wow, cú 1 rất tốt. Bạn hai. Đẩy được quanh. Đối diện thủ môn. Làm gì đây? Lừa qua thủ môn luôn. Quả hay. Và đi bóng rất tốc độ của cầu thủ số 15. 9-0. Đội của bé Nhi có vẻ toàn là những cầu thủ rất chất lượng. Còn đội bạn thì theo mình nghĩ rồi cũng đá cũng khá ok. Nhưng mà hình như là đội Nhi Đồng mạnh hơn rất nhiều. Cú dứt điểm của Nhi Đồng. Hạnh một. Không vào. Cú dứt điểm rất tốt của đội bạn nhưng không có bàn thắng. 9-0 vẫn là tỷ số đang hiện tại diễn ra. Thấy được banh rồi. Wow. Quả hay. Phối hợp rất tuyệt vời. Chuyền ngang. Không được. Wow. Pha đột phá qua hai cầu thủ. Ba cầu thủ. Tiếp tục. Nhi Đồng. Nhi Đồng gạt ngược. Wow, cầu thủ số 5 rất nhanh. Chuyền ngang, không vào. Pha đi bóng rất tốc độ nhưng pha kết thúc cuối cùng thì không được tốt. Ca Mập đã vào sân. Qua người rất hay. Chuyền ngang, Nhi Đồng. Không phải là Nhi Đồng, một khuyết điểm của thủ số 95. Bắn chim. Wow, Ca Mập rất khéo léo. Không được. Cú chuyền ngang của cầu thủ số 95. Số 77 rất tốc độ. Hết giờ. Trận thi đấu kết thúc với tỷ số là 9-0 nghiêng về các cầu thủ áo trắng Saigon Free. Và riêng Nhi Đồng là có 2 bàn thắng. Rất hay. Rồi, kết thúc trận đấu. Nay hài lòng với màn trình diễn của mình không? Hay quá Nhi Đồng ơi. Dạ, còn muốn hơn nữa. Còn muốn hơn nữa hả? Dạ. Ok, thì cũng thấy theo mình thấy thì cũng có 2 bàn thắng đó và một số pha kiến tạo trong đội. Dạ. Phòng ngự thì cũng khá máu lửa. Ừ. Đội bạn thì cũng không phải là quá xuất sắc đúng không? Đúng rồi. Thế để kiếm trận nào xuất sắc hơn quay tiếp chứ hả? Nhưng mà nếu anh em thấy Nhi Đồng trận này đó hay thì cho một like nha. Rồi, mình là Phạm Thy, đây là Nhi Đồng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Hẹn ở một giải đấu khác không xa.